Logo chuyến viếng thăm Nhật Bản của Đức Giáo Hoàng Francisco có khẩu hiệu bảo vệ mọi sự sống. Ngọn lửa với ba màu việt nhất. Màu đỏ tượng trưng các thánh tử đạo là nền tảng của giáo hội tại Nhật Bản. Màu xanh da trời tượng trưng Đức Mẹ ôm lấy toàn thể nhân loại như những người con của mẹ. Màu xanh lá diễn tả thiên nhiên phong phú của đất nước, thể hiện sứ mệnh loan báo tin mừng hy vọng. Vòng tròn màu đỏ tượng trưng mặt trời bao phủ cuộc sống với tình yêu. Nhật Bản là một đảo quốc nằm trên Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Á, có khí hậu ôn hòa. Nhật Bản có nền kinh tế phát triển, dân số vào khoảng 127.700.000 người. Đức Tổng Giám mục Tokyo là Kikuchi cho biết, ở Nhật Bản, người Công giáo, thậm chí là cả cộng đoàn Kitô giáo chỉ là một thiểu số tí hon. Người Công giáo khoảng 450.000 người, chiếm 0,36%. Vì thế, công chúng hầu như ít biết về Đức Giáo Hoàng. Thỉnh thoảng mới nghe truyền thông Nhật nhắc đến Đức Giáo Hoàng. Sau 6 giờ 10 bay, lúc 17 giờ 40, Đức Giáo Hoàng đã tới sân bay Haneda của thủ đô Tokyo. Sân bay Haneda của Tokyo vào buổi chiều trước khi Đức Giáo Hoàng tới đã có trận mưa lớn, gió thổi mạnh từng cơn trên 39 cây số giờ, nhiệt độ xuống thấp còn 14 độ. Các quan chức Nhật và các giám mục đã ra tận trên cầu thang máy bay đón ngài. Vì gió lớn nên các lễ nghi đón tiếp được diễn ra trong phòng khánh tiết của sân bay. Sau đó, Đức Giáo Hoàng về tòa sứ thần để gặp gỡ các giám mục. Trong bài huấn dụ với các giám mục, Đức Giáo Hoàng đề cập đến bảo vệ mọi sự sống là khẩu hiệu của cuộc viếng thăm. Tình cảm cá nhân của ngài đối với Nhật Bản, những vấn đề của xã hội Nhật và sứ vụ của các giám mục. Sau buổi gặp gỡ, ngài dùng bữa tối với các giám mục tại nơi đây. 7 giờ 20 ngày 24 tháng 11, Đức Giáo Hoàng tới Nagasaki, cách Tokyo 1.100 cây số. Thành phố này có hơn 400.000 dân, nằm trên đảo Kyushu và là một trong những hải cảng chính của Nhật Bản. Những nhà truyền giáo đầu tiên từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã đến đây cùng với các thương nhân để truyền đạo. Nagasaki trở thành một trong những trung tâm chính của sứ vụ rao giảng tin mừng. Nơi đây, nền văn hóa Kitô giáo nở rộ đến độ thành phố này được gọi là Roma nhỏ. Sau đó, các hoàng đế Nhật vì sợ bị ngoại quốc xâm chiếm nên đã cấm cắt và bắt hại đạo. Đến sân bay Nagasaki lúc 9 giờ 20, Đức Giáo Hoàng dùng xe hơi di chuyển đến công viên Hòa Bình cách đó 35 cây số. Công viên được xây dựng năm 1955 để tưởng nhớ thảm kịch bom nguyên tử, đồng thời cũng để phổ biến niềm hy vọng hòa bình. Tại đây có đài tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử, là một khối đá cẩm thạch màu đen, trên đó khắc tên các nạn nhân. Đến công viên, Đức Giáo Hoàng được chính quyền và thị trưởng Nagasaki tiếp đón. Sau đó, hai nạn nhân dâng bồng hoa cho Đức Giáo Hoàng và ngài đặt trước đài tưởng niệm. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng đốt một ngọn nến và thinh lặng cầu nguyện trước đài tưởng niệm. Trong sứ điệp về vũ khí hạt nhân, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng hòa bình không đạt được bằng vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngược lại, các vũ khí chỉ tạo nên sự mất tin tưởng và an toàn ảo tưởng. Một thế giới không hạt nhân là điều có thể, nhưng chỉ có được với sự cộng tác của mọi người, với sự tin tưởng, đối thoại và cầu nguyện. Từ giã công viên Hòa Bình, Đức Giáo Hoàng đi xe hơi đến đồi Nishizaka, cách đó 3 cây số để viếng đài các thánh tử đạo Nagasaki. Đài các thánh tử đạo xây bằng gạch đỏ, trên đó có 26 tượng đồng cao bằng người thật của 26 vị tử đạo Nhật Bản. Đây là nơi các thánh Paulo, Miki và 25 bạn bị xử tử theo lệnh của Toyotomi Hideyoshi. Trong bài nói chuyện, Đức Giáo Hoàng nói ngài đến đây để cầu nguyện như một khách hành hương và để củng cố các tín hữu Nhật Bản trong đức tin. Ngài còn nói các vị tử đạo là ký ức sống động, thúc đẩy chúng ta loan báo tin mừng. Ngài mời gọi bảo vệ sự sống qua việc phục vụ âm thầm mỗi ngày qua các việc giúp đỡ mọi người xung quanh
đặc biệt là những người nghèo khổ nhất. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Giáo Hoàng cùng các tín hữu đọc kinh truyền tin. Sau khi dùng bữa trưa tại tòa giám mục, vào lúc 13:30, Đức Giáo Hoàng đến sân vận động bóng chày Nagasaki để cử hành thánh lễ. Sân vận động bóng chày Nagasaki được làm bằng gạch đỏ và trắng, kết cấu như đấu trường thời cổ với một loạt các vòm. Công trình 4 tầng được hoàn thành năm 1997. Sân vận động có sức chứa hơn 25.000 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có khu liên hợp thể thao bao gồm một sân tập trong nhà và một phòng triển lãm bóng chày địa phương. Thánh lễ được cử hành theo phụng vụ Chúa Nhật, kính trọng thể Chúa Kitô Vua. Bài đọc thứ nhất được đọc bằng tiếng Nhật, bài đọc thứ hai tiếng Anh. Mở đầu bài giảng, Đức Giáo Hoàng trích dẫn một câu tin mừng Thánh Luca. Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu được đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Philippines, Nhật và Việt Nam. Cuối thánh lễ, Đức cha Yusei Mitsuaki Takami, Tổng giám mục Nagasaki có lời cảm ơn Đức Giáo Hoàng. Mười sáu giờ 35, Đức Giáo Hoàng khởi hành đi Hiroshima. Mười tám giờ 40 ngày 24 tháng 11, tại đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima, với sự hiện diện của khoảng 1.300 người, Đức Giáo Hoàng sau khi ký vào sổ lưu niệm ngài đến chào 20 lãnh đạo tôn giáo tại đài tưởng niệm và gặp gỡ các nạn nhân sống sót sau vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, làm cho hơn 70.000 người chết, chưa kể những người bị thương nặng do tia phóng xạ. Đức Giáo Hoàng lắng nghe lời kể của các nạn nhân và có bài diễn văn trước những người hiện diện. Đức Giáo Hoàng mở đầu với một lời cầu nguyện từ Thánh Vịnh 122. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Ngài nói, Thiên Chúa giàu lòng xót thương và Chúa của lịch sử, chúng con ngước nhìn lên Chúa từ nơi đây, nơi giao nhau giữa sự sống và sự chết, giữa sụp đổ và tái sinh, giữa đau khổ và từ bi. Tôi tin rằng hòa bình chỉ là một lời sáo rỗng nếu nó không được thiết lập dựa trên sự thật, được xây dựng theo công lý, nếu nó không được linh hoạt và hoàn thiện bởi đức ái, và nếu không được thực hiện trong tự do. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng dâng một lời cầu nguyện xin cho thế giới không còn chiến tranh nữa, không còn những xung đột và những đau khổ nữa. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng ra sân bay Hiroshima cách đó 53 cây số để bay về Tokyo ngay trong đêm. Sau gần 1 giờ 30 phút bay, ngài về tới Tokyo và nghỉ đêm tại tòa sứ thần. Ngày 25 tháng 11, lúc 10 giờ sáng, Đức Giáo Hoàng đã có cuộc gặp gỡ các nạn nhân trong 3 tai ương động đất, sóng thần và nguyên tử tại trung tâm Pelsala Hanzomon. Đó là nạn nhân của trận động đất mạnh 9 độ Richter, sau đó đã tạo ra sóng thần và vụ tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3 năm 2011. Pelsala Hanzomon là một trong những trung tâm hội nghị quan trọng của thủ đô Nhật Bản. Nó còn được sử dụng làm không gian cho triển lãm, tiệc chiêu đãi và hội nghị quốc tế. Mỗi năm có khoảng 11.000 sự kiện được tổ chức tại đây. Sảnh chính có sức chứa hơn 800 người. Khi đến nơi, Đức Giáo Hoàng được Đức Tổng giám mục Tokyo
đón tiếp tại lối vào của Belsoler Hanzomon. Đức Giáo Hoàng tiến tới chào 10 nạn nhân của Tam Đại Họa. Sau khi lắng nghe chứng từ của Toshiko, Thỏ Khưn và Masuki đại diện cho các nạn nhân của Tam Đại Họa, Đức Giáo Hoàng đã có bài diễn văn. Đức Giáo Hoàng nói, đây là thời điểm quan trọng trong chuyến tông du tới Nhật Bản. Đức Giáo Hoàng cảm ơn mọi người đã đón tiếp Ngài, đặc biệt cảm ơn Toshiko, Thỏ Khưn và Masuki đã đại diện bày tỏ nỗi đau khổ của các nạn nhân Tam Đại Họa, nhưng đồng thời cũng nói nên niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng. Đức Giáo Hoàng ca ngợi tinh thần liên đới của người dân Nhật. 8 năm sau thảm họa, Nhật Bản đã cho thấy một dân tộc có thể hiệp nhất như thế nào trong tình liên đới, kiên nhẫn và khả năng chịu đựng. Tôi mời quý vị tiến về phía trước mỗi ngày, từng chút một để xây dựng tương lai dựa trên tình liên đới và cùng nhau dấn thân cho chính cuộc sống của quý vị, cho con cháu và cho các thế hệ mai sau. Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng nói, anh chị em thân mến, để việc phục hồi và tái thiết sau thảm họa được tiếp tục, cần phải có nhiều bàn tay và nhiều trái tim hợp nhất như thể là một. Bằng cách này, những người đã gánh chịu thảm kịch sẽ nhận được hỗ trợ và biết rằng họ không bị lãng quên. Sau bài diễn văn, Đức Giáo Hoàng được đưa tới Hoàng cung Tokyo, Nhật Bản để gặp riêng Thiên Hoàng Naruhito. Khi Đức Giáo Hoàng tới, thì Thiên Hoàng Naruhito đã đứng sẵn trước hội trường tiếp tân Hoàng cung đón ngài. Sau nghi thức tiếp đón, nhà vua cùng Đức Giáo Hoàng đứng cho các phóng viên chụp hình. Sau đó hai người đã có cuộc gặp riêng trong thân tình. Sau khi vua cha là Nhật Hoàng Akihito thoái vị ngày 30 tháng 4 năm 2019, con trai đầu là Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi ngày 1 tháng 5 năm 2019, đăng quang ngày 22 tháng 10 năm 2019. Ông là Hoàng đế Nhật Bản thứ 126 của Hoàng triều lâu đời nhất lịch sử nhân loại. Mười một giờ 45 tại nhà thờ Thánh tòa Đức Bà Maria ở Tokyo, Đức Giáo Hoàng có cuộc gặp giới trẻ. Nhà thờ Đức Bà Maria nằm ở quận Bunkyo, được xây dựng vào năm 1899 bằng gỗ, kiến trúc Gothic. Năm 1920 trở thành nhà thờ Thánh tòa. Thế chiến thứ hai làm nhà thờ hư hại nặng. Nhà thờ mới được kiến trúc sư Kenzo Tanchet thiết kế vào năm 1960, xây dựng và khánh thành vào năm 1964. Kiến trúc sư Kenzo Tanchet cũng là người thiết kế đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima, là một trong những kiến trúc được đánh giá cao ở Tokyo. Khi đến nơi, Đức Giáo Hoàng được Đức Tổng giám mục Tokyo, cha xứ và cha tổng đại diện chào đón ở lối vào nhà thờ. Sau đó tất cả tiến vào nhà thờ và hai bạn trẻ dâng hoa cho Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng đến trước nhà tạm, thinh lặng cầu nguyện. Trọng tâm của buổi gặp gỡ được bắt đầu với các chứng từ của ba bạn trẻ, Công giáo, Phật giáo và Di dân. Sau đó, Đức Giáo Hoàng có bài diễn văn dành cho các bạn trẻ dựa trên những chia sẻ và những câu hỏi của ba bạn đại diện. Trả lời cho câu hỏi của Miki, làm thế nào để người trẻ có thể dành một chỗ cho Chúa trong một xã hội cuồng nhiệt và chỉ tập trung vào việc cạnh tranh và lợi nhuận? Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta thường thấy có những người hoặc cộng đoàn bên ngoài thì phát triển tốt, nhưng đời sống nội tâm thì giảm sút. Đối với họ, mọi thứ trở nên nhàm chán. Họ không còn mơ ước, không còn mỉm cười, họ không chơi, họ không biết cảm giác tuyệt vời và những điều bất ngờ. Giống như xác chết, trái tim họ đã ngừng đập vì không thể vui hưởng cuộc sống với người khác. Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn trẻ,
đấu tranh chống lại sự nghèo nàn tinh thần là một nhiệm vụ mà tất cả chúng ta được mời gọi. Chúng ta phải ý thức rằng điều quan trọng không phải là tất cả những gì tôi sở hữu, mà là tôi có thể chia sẻ với ai điều tôi có được. Điều quan trọng không phải là hỏi tại sao tôi sống, nhưng tôi sống vì ai. Buổi chiều ngày 25 tháng 11 của Đức Giáo Hoàng tại Tokyo bắt đầu lúc 16 giờ với thánh lễ tại hội trường thể thao Tokyo Dome. Với sự hiện diện của hơn 50.000 tín hữu, trong đó có rất nhiều tín hữu Việt Nam với một số bài hát tiếng Việt được hát trong thánh lễ. Tokyo Dome được khánh thành vào năm 1988 sau gần 3 năm xây dựng với sức chứa lên đến 53.000 người. Trước thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã đi vòng quanh hội trường để chào thăm các tín hữu hiện diện. Bài đọc 1 được trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra đều rất tốt đẹp. Được đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha. Bài đọc 1 được trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra đều rất tốt đẹp. Được đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha. Bài phúc âm tin mừng Thánh Matthew. Anh em đừng lo về ngày mai. Được đọc bằng tiếng Nhật. Các lời nguyện của tín hữu được đọc bằng các thứ tiếng Anh, Việt, Nhật, Hàn, Philippines và Tây Ban Nha. Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu như là hương thảo mời gọi chúng ta đừng xao xuyến, nhưng tin tưởng. Ngài lặp lại với chúng ta 3 lần, đừng lo lắng về cuộc sống cho ngày mai. Đây không phải là một lời mời phớt lờ những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta hoặc trở nên bất cần trước công việc và trách nhiệm hàng ngày của chúng ta. Thực sự ngược lại, đó là một lời mời gọi dành ưu tiên cho một chân trời rộng lớn hơn và do đó có được không gian tự do để nhìn theo hướng của Ngài là hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Ngài sẽ thêm cho. Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đến khu phức hợp Kentin, cách đó 6,4 cây số. Trước tiên, Đức Giáo Hoàng gặp Đương Thủ tướng Shinzo Abe trong khoảng 30 phút. Tiếp theo là quan chức chính phủ và ngoại giao đoàn. Thủ tướng Shinzo Abe đã có bài diễn văn chào mừng Đức Giáo Hoàng và diễn tả lòng cảm kích khi Đức Giáo Hoàng luôn gửi những sứ điệp quan tâm đến thiên tai tại Nhật Bản hay những lời chúc mừng trong những dịp quan trọng. Ở đây cần nhắc lại là vào năm 2017, Đức Giáo Hoàng đã ký tên vào một bức ảnh và truyền cho Vatican Media công bố. Bức ảnh cho thấy một cậu bé Nhật Bản đang cõng em trai mình trên lưng. Đứa em đã chết và cậu bé đang xếp hàng chờ đợi trước một lò hỏa thiêu. Bên trên chữ ký, Đức Giáo Hoàng ghi thêm một dòng chữ
Ubrus Todella Guerra, nghĩa là thành quả của chiến tranh. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia người Mỹ Joseph Roger O'Donnell chụp tại thành phố Nagasaki sau khi một quả bom nguyên tử thả xuống nơi đây vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Nhiếp ảnh gia kể lại rằng: "Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đi ngang qua, trên vai cậu bé cõng đứa em nhỏ. Trong thời đại đó ở Nhật Bản, những đứa trẻ lớn thường cõng em mình trên vai. Nhưng rõ ràng cậu bé này rất khác biệt. Tôi có thể nhìn thấy nó đến đây vì một lý do gì đó rất quan trọng. Cậu bé không mang giày, khuôn mặt đan lại, còn đầu của đứa nhỏ nghiêng ra sau như thể nó đang ngủ một giấc say sưa. Thằng bé cứ đứng im như thế trong khoảng 5 đến 10 phút. Một lúc sau, những người đàn ông đeo khẩu trang trắng tiến lại gần cậu bé, chẳng nói lời nào. Họ tháo đứa nhỏ ra rồi mang đi. Đó là lúc tôi nhận ra đứa em nhỏ này đã chết. Những người đàn ông cầm thi thể đứa bé đặt vào ngọn lửa đang cháy. Cậu ăn chay vẫn đứng đó với đôi mắt nhìn thẳng vào ngọn lửa đang bùng lên. Thằng bé cắn chặt môi đến bật cả máu. Nó đứng đó nhìn ngọn lửa tàn dần theo ánh hoàng hôn, rồi lặng lặng quay đầu bỏ đi." Thủ tướng Shinzo Abe trong diễn văn nói rằng việc Đức Giáo Hoàng công bố bức ảnh này là một nghĩa cử cao đẹp chiếm trọn cảm tình của người Nhật. Ông cũng tiết lộ với Đức Giáo Hoàng rằng chính phủ Nhật muốn dành một sự ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng nên đã âm thầm tìm kiếm cậu bé, nhưng đáng tiếc là đến nay vẫn chưa tìm ra. Trong diễn văn đáp lời, Đức Giáo Hoàng cảm ơn sự đón tiếp ngài tại Nhật Bản và nhắc lại mối quan hệ hữu nghị từ rất lâu giữa Tòa Thánh và Nhật Bản, bắt nguồn từ sự quý trọng và ngưỡng mộ mà các nhà truyền giáo đầu tiên đã dành cho đất nước này. Đức Giáo Hoàng nói với quan chức chính phủ và ngoại giao đoàn về mục đích chuyến đi của ngài: "Tôi đến đây để củng cố người Công giáo Nhật trong đức tin và trong sự dấn thân bác ái của họ đối với những người nghèo và phục vụ đất nước với niềm tự hào của một công dân." Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2019, lúc 7 giờ 45, Đức Giáo Hoàng ghé thăm Đại học Sophia. Tại đây, ngài có thánh lễ riêng với các tu sĩ dòng tên, ăn sáng và gặp riêng Học viện Massimo, thăm các linh mục già đau bệnh, thăm Đại học Sophia. 11 giờ 35, khởi hành về Roma, kết thúc 8 ngày tông du.